Chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Chào Nhân, Hữu Nhân, Trinh Huỳnh, Linh Khanh, Ngọc Trâm. My đang ở Barcelona. Đang đi dạo ngoài biển. Nắng quá nắng rồi. Đó, mọi người thấy Barcelona đẹp không? Đây là cảng biển tại chào Thu Trần, An Nguyễn. Trời ơi, đi ở ngoài đây rất là nắng nhưng mà rất là không khí nó rất là mát chứ nó không có bị nóng hừng hực. Dù là nắng nhiều nhưng mà nó không có bị nóng cho nên nó cũng dễ chịu lắm. Cho mọi người xem khung cảnh ở đây. Oh my god. Chào Hữu Nhân, Phạm Văn Yên. Bữa nay kiếm làm bố bỉm sữa. Đó, bữa nay anh Duy làm bố bỉm sữa nè. Một ngày tập làm bố của anh ấy. Sao? Cảm giác như thế nào? Vui. Ê. Nặng lắm không? Ai gọi? Con người ta mình mượn được mà khóc trả lại, con mình thì tự xử. Ý ông sao mình? Đây người ba, ba bỉm sữa. Bên đây bây giờ là bên đây bây giờ là gần 2 giờ chiều rồi mọi người. Đó, đoàn của chúng tôi cô Loan. Đi ra đang đi ra ngoài ngoài cảng là đẹp lắm. Có rất là nhiều chiếc du thuyền. Chào Yến Nhi, chào Huỳnh Như, chào Thu Thanh Nguyễn. Đó. Ở ngoài biển người ta bán rất là nhiều đồ trải xấp lớp, còn gọi là chợ trời. Có rất là nhiều hàng nhái, mọi người xem nè, trời ơi, ở Tây Ban Nha mà cũng bán hàng nhái rất là nhiều. Chào Quanh Nguyễn, chào Ngân Võ, chị đang ở Barcelona, ở Tây Ban Nha chứ không phải là ở Mỹ. Chào Bùi Duy Tuyến, chào Bùi Duy Tiến, Thảo Anh, Phi Trường, Phi Trường ơi, cảnh này ở đang ở Barcelona, Tây Ban Nha. Mọi người thấy rõ không? Nắng quá, nắng quá. Đó, chồng tôi nè. Chồng tôi á là mê em bé lắm rồi. Mê em bé lắm rồi. Aaron. Aaron ơi. Cả nhóm sẽ lên du thuyền. Aaron à. Aaron. Để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lắm quá. Nắng quá, nắng quá. Nắng quá cả nhà ơi. Gì à? Chiếc du thuyền mà nó có chiếc bò bò nhỏ chạy nữa kìa. Ừ, thì cái đó nó để đi. Đó, cái này là những chiếc phi thuyền của các đại gia. Những chiếc du thuyền của những đại gia. Còn đây là anh Bình, trưởng đoàn. Bình Thị Điển. Bình Em Ru. Bình Em Ru. Việt Nam có Cường Đô La, đây có Bình Em Ru.
anh Bình với gia đình Bình dẫn gia đình mình đi chơi tham quan Barcelona. Ôi, mình rất là sợ nắng nhưng mà cảnh đẹp quá cho nên bất chấp. Chứ Ly thì Ly rất là sợ nắng mà đẹp quá biết sao giờ, kệ đi, đi phơi nắng về cho đen da chơi. Đó, du thuyền quá đẹp, quá đẹp. Anh Duy ham baby lắm rồi hả? À, kệ anh Duy, anh ham kệ ảnh, mình cũng rất là ham nhưng mà phải đợi 1-2 năm nữa, ráng 1-2 năm nữa để đi cài. Thôi tôi phải đội cái khăn này lên mới được chứ nắng nó bị mất nổi. Đó, Ly mà đi ngoài nắng á, là Ly vừa phải chùm nón mà vừa phải chùm khăn nữa. Nó cả nhà thấy ghê không? Nhìn thấy ghê không? Vừa chùm nón mà vừa chùm khăn luôn. Ai cũng nhìn mình giống như là bị bệnh như đó, bị khùng quá. Ai cũng tưởng là mình bị khùng quá. Vừa đi ngoài nắng, ai người ta bên đây ai cũng thích nắng hết trơn á. Người ta phơi nắng phay phay ngoài, còn mình á, mình đi mình chùm thấy ghê không? Đó. Hello Yến Võ, chào Trinh Lê, Lưu Kỳ Duyên, chào Thảo Ngân. Ở đây có một chiếc du thuyền. Và nổi tiếng về bóng đá. Hôm qua thì cả đoàn cùng đến với sân vận động Barcelona. Còn bây giờ thì đang ở một cảnh biển rất là đẹp của Barcelona. Đi qua cho mọi người xem. Hay quá ha, MC nói chuyện có khác ha. Nói chuyện hay hơn tôi, trời ơi. Mimi nói chuyện cái người ta vô xem quá trời này. Nói nữa đi Mi. Là tụi Mi là ở Barcelona sẽ 4 ngày. Và ngày 28 á, là sẽ mọi người sẽ bay qua Pháp, bay qua Paris. Thì chơi ở Paris 2 ngày. Chơi ở Paris 2 ngày xong rồi sẽ bay qua Roma, Ý. Cuộc hành trình sẽ có như vậy. Khi mà đến cảnh nào đẹp thì chị Ly sẽ live stream cho mọi người xem. Ok. Có người khen Mimi đẹp quá kìa. Cảm ơn mọi người nha. Ơi, nắng quá cho nên hai chị em mình phải đi tìm một cái chỗ mát mát để che nắng. Hai chị đang em vô góc dừa đứng nè. Đang vô góc dừa đứng để live stream. Hai chị em nhưng mà do là cái da nó không được khỏe nên là khi mà gặp nắng nó dễ là. Chào Ngân Võ. Chào An Nguyễn. Huỳnh Nguyễn. Cherry Nguyễn. Không, Cherry Nguyễn ơi, tụi chị không có đi tour. Tụi chị đi tự túc. Đi với gia đình. Đi với gia đình của bạn ở bên Thụy Điển. Mấy gia đình kết hợp với nhau để đi chơi. Đi qua bên Tây Ban Nha chơi 4 ngày. Xong rồi mới đi qua bên Paris. Qua Paris rồi qua Ý. Nói chung cái tour này là sẽ đi ba nước, Tây Ban Nha, Pháp với lại Ý. Mọi người sẽ bay qua
Giờ này ở bên bên đây là khoảng 2 giờ chiều rồi, 2 giờ chiều đó mọi người. Chào Chính Trần, chào Kim Ngân, chào Kiều Thanh. Trời. Chào Bùi Thị Tuyết, Minh Nguyễn. Anh Thanh Duy có đi cưng. Anh Thanh Duy ảnh ảnh đang đẩy baby. Ô My ơi, mình lo nói chuyện mọi người đi đâu hết trơn rồi My ơi. My ơi, mọi người đi đâu hết trơn rồi kìa. Oh no. Anh này anh đang chào mời mình đi chiếc xe này nè. Thì mình sợ lắm, không dám đi đâu. Té chết. Anh đang dụ dỗ mình đi chiếc xe đó đó. Chào Kim Thư, chào Ngọc Nhi. Cover lại bài suy nghĩ đi anh, suy nghĩ lại đi anh hả? Ủa, mấy ơi, mấy, mọi người đi đâu mất tiêu hết trơn rồi kìa. Lo tám với mọi người mà đoàn của tôi đã đi mất tiêu. Gió rớt bay nón luôn. Lo tám mà bây giờ đoàn đi rồi đó, đoàn đi bỏ lại hai đứa. Giờ không tìm thấy dấu vết của mọi người luôn rồi kìa. Đây là chị của My, mọi người biết không? Có người biết cũng có người không. Trời ơi. Đi nguyên đoàn mà giờ hai đứa lo livestream, giờ mọi người bỏ đi mất tiêu hết trơn rồi, giờ không biết ở đâu luôn nè. Sao mọi người đi nhanh quá vậy? Khoan, khoan. Cảm ơn em nghe Nương Trần, cảm ơn Phương Trúc. Có chị My nè, chị My đang livestream mà ngồi bẹp dưới đất luôn nè. Đó. Đó, chị My đó. Này qua Thụy Điển hơi lâu. Tụi chị đi tới cả 40 đi. Nó bả livestream đó mà bả ngồi thấy ghét không? Bả livestream đó mà bả ngồi thấy thấy ớn không? Mỗi chân bây giờ đi bộ mỗi chân rồi. Nó thấy người ta đạp xe đạp, mình cũng muốn có một chiếc xe đạp đạp để đỡ mỗi chân. Cảm ơn em nghe nhà Diễm Vi. Chào đôi mắt. Rồi, để chị quay cảnh cho mọi người xem. Quay mình mất công mọi người lắm, quay của mình không. Đó, mọi người thấy cảnh chưa? Giờ thôi đi, để đi tìm đồng đội. Giờ đồng đội đóng tiếp cho này. Kiếm ông Duy nè, mọi người đang ngồi ở đây đã thấy rồi, thấy cảnh đẹp không cả nhà. Ở bên Tây Ban Nha này á cũng có xe máy, người ta cũng đi xe máy, rồi người ta cũng đi có cái loại xe này nó giống tựa như xe gọi là xe gì ta, xe này mình không biết kêu là xe gì, nhưng mà nó cũng như xe xích lô của mình đó thầy. Đó mọi người thấy không, bên Việt Nam mình đó là có xích lô, thì bên đây là có chiếc xe này nè. Con gặp Bà Ly nè. Ai vậy?
Linh. Hello cô Linh. Đâu à, nhìn đâu à? Hello cô Linh, nhìn đâu à? Ủa, đang live stream hả? Thế sao? Đang live stream mình vô hả? Hello, quanh. Sao quay ngược lại đi? Thấy không? Nó chồng tôi giờ, chồng tôi giờ mê con trai rồi. Bỏ bê vợ. Cái này là con rơi con gì nhá. Con rơi con tiên, ta sẽ Nhân Duy lộ diện con rơi. Lần đầu tiên diễn viên Nhân Duy con rơi. Lộ diện con rơi mà bây giờ tôi cũng phải chấp nhận thôi, tôi biết sao bây giờ. Đi đâu hết rồi? Mà cái thằng cha ăn ốc á, là thằng cha Bình nè, con ốc có công viên đổ vỏ nè. Mọi người đang đi chào anh nè anh. Hi, hello. Anh đi đâu ô tô? Hola, hola. 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 Hola, Coca-Cola. Anh Duy hả? Anh Duy năm nay Người Việt Nam ngồi kiểu kỳ trời. 31 tuổi. Cảm gì vậy? Cảm gì vậy? Ở đây người ta bán rất là đồ lưu niệm nè, rất là nhiều đồ lưu niệm. Đó. Người ta bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Ly cũng có mua một cái ly. Mọi người thấy cái ly dễ thương không? Cái ly có hình Barcelona. Dễ thương không? Hôm qua Ly cũng mua một cái ly. Ở đây là móc khóa. Những chiếc móc khóa rất là xinh của Barcelona. Đẹp không cả nhà? Giang Anh ơi, chị sẽ mua tặng Giang một cái móc khóa nha. Móc khóa đẹp chưa? Khóa đẹp quá trời đẹp luôn nè. Bên đây bây giờ là 2 giờ rồi mọi người ơi. Bán mấy cái khăn, mấy cái khăn này không biết là khăn để chải cái gì mà người ta chải đầy dưới đất. Bên đây như là nó bán trang sức rồi. Mọi người xem sơ xỉa rồi đúng không? Ơi, mấy hôm nay trời mát. Thôi cho mọi người xem nhiêu đủ rồi nha. Có gì nói chuyện tiếp nha. Bây giờ Ly với là mọi người đi chơi tiếp. Thấy chỗ nào mà đẹp đẹp sẽ live stream để cho mọi người xem cảnh. Cảm ơn bé Thương. Thương ơi, khi nào qua châu Âu hả Thương? Rồi, bye bye mọi người nha. Thương à, hello. Bye bye mọi người nha. Thương mới ra. Cầm đi ơi. Cầm đi mấy. Đợi mày cầm cái. Ủa? Vô được trong bóng mát rồi. Ủa, Ly thấy bên Ly là thể hiện kết nối kém mà mọi người thấy rõ không vậy? Tóc tai bầm sờm. Gió mát lắm.
Thương đi châu Âu đi nước nào vậy Thương? Đi Thương đi châu Âu đi nước nào? Chúc cho cả nhà mình buổi tối vui vẻ nha. Giờ Ly đi chơi tiếp và có gì á Ly lên nói chuyện tiếp với cả nhà sau ha. Gió bay tóc bù xù nhìn thấy gớm quá. Bye bye cả nhà. Bye.